Bạn đang thiếu những nhân vật đa dạng ấn tượng để minh họa cho slide thuyết trình, bài giảng thì video này chính là chìa khóa giúp bạn giải thoát khỏi vấn đề đó. Chúng ta sẽ chỉ cần vào Insert, chọn Icon. Trong bảng mở ra, chúng ta chọn Sticker. PowerPoint sẽ cung cấp cho chúng ta hàng loạt những bộ nhân vật vô cùng đáng yêu với chất lượng cực kỳ cao, không bao giờ lo bị mờ, vỡ. Đây là một tính năng đột phá chỉ có tại Office 365, được NiceSlide cài đặt miễn phí cho học viên. Với nguồn tài nguyên quý giá và khổng lồ này, chúng ta sẽ dễ dàng sáng tạo hàng loạt những câu chuyện lôi cuốn với các nhân vật cực kỳ phong phú về cảm xúc và cử chỉ. Đặc biệt còn giá trị hơn nữa khi các thầy cô giáo thiết kế những slide bài giảng hướng đến các em học sinh nhỏ tuổi. Mình sẽ thử chọn một nhân vật ngẫu nhiên, ví dụ như chú cáo này chẳng hạn. Khi đã đưa ảnh vào slide rồi, chúng ta có thể phóng to thoải mái mà không lo ảnh bị vỡ nét. Và khi kết hợp với bộ phông chữ cá tính của NiceSlide, chúng ta sẽ sở hữu ngay một slide thuyết trình bài giảng đậm chất infographic. Cả nhà có thể tải bộ phông này tại niceslide.vn/phông. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của NiceSlide để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của NiceSlide, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.